Đấy, thì ở phần dưới này nó sẽ có hai màu chính đó. Thì bên đây là một cái con nắp đã đổi, tay quay ra người nha. Đây, ở tay quay. Thì ở bên trong này á, bên trong cái nắp này mọi người nhìn này, nó sẽ có một cái ron chống nước này mọi người, đó mọi người nhìn này, cái ron màu đen bên trong nha mọi người nhá. Nên nhiều khi anh em câu, anh em cẩn thận, mình câu xong mình đỡ xuống á, nó sẽ bị đỡ xuống như thế này mọi người, nó sẽ bị rớt cái ron này ra, thì cái khả năng hạn chế chống nước của nó sẽ bị giảm đi nha, giảm đi đáng kể nhá. Thì anh em chú ý này, lấy cái ron này, thì khi anh em câu, anh em quấn, anh em tháo ra, quên, khi anh em tháo ra, nhiều khi anh em lau vệ sinh máy này nọ đó, thì anh em chú ý đó. Thì mọi người đỡ thì mọi người đỡ nhẹ thôi, còn người dòng mạnh xuống thì cái ron nó bị rớt ra nha, rớt ra. Đấy. Tay quay là tay quay răng vặn nha mọi người nha, răng vặn này, răng vặn siết, siết nha. Đấy. Thì đối với những cái dòng máy cao cấp á, thì nó sẽ đều là sử dụng tay quay răng vặn hết. Đây, ở dưới này nó có khắc chữ Monoway Body mọi người. Đấy. Phần dưới nó là Monoway Body nha mọi người nha, nó khắc rồi, chữ rất là nhỏ luôn. Đấy. Không biết mọi người thấy không? Đó. MW Monoway Body nha mọi người nha. Đấy, nói chung là toàn bộ phần thân dưới nó thì nó sẽ là màu nhám. Màu nhám, đen nhám nha. Đấy. Còn phần rotor nó nãy Tùng nói rồi, nó là màu màu đen mọi người, nhưng đen nhưng mà nó sẽ dạng màu bạc hơn, đen bạc hơn. Để mọi người nhìn thấy không? Nó dạng nó màu sáng hơn mọi người, sáng hơn này. Nhưng mà nó được phủ một cái lớp bóng ở trên. Đấy, lớp bóng ở trên nha. Lớp bóng ở trên. Thì ở bên trong cái phần thân của nó mọi người, bên trong này, cái màu đen của nó vẫn là màu đen nhám nha mọi người nha. Thì nó sử dụng, nó có khác là công nghệ, nó sử dụng công nghệ dầu mạt siêu, mạt siêu bên trong. Đấy. Còn hai bên cái cần gạt của nó, một bên nó sử dụng nhựa chất liệu này. Đó, màu đen bóng nha mọi người nha, màu đen bóng. Còn bên này nó sử dụng là kim loại sáng. Chung mà hai cái này đặc trưng của Daiwa mọi người đó, một bên là đen, một bên là sáng. Đây, và những con ốc này mọi người thì nó sẽ không có bị sét nha mọi người nha. Đây, dù mọi người có câu môi trường nào cũng vậy, nó không bị sét. Đây. Con lăng mọi người, con lăng rất là lớn luôn mọi người đó. Con lăng rất là lớn nha, để nó hỗ trợ cái ra cước nó sẽ tốt hơn mọi người, tốt hơn. Cái phần mà cái cần gạt này mọi người, cái cần gạt cước này, nó không có quá là mạnh nha mọi người nha, nó vừa phải thôi. Đấy, nó không có quá mạnh. Bên nó thì nó rất là mạnh, cái này cái bên nó, riêng bên nó khi Tùng những cái con trước Tùng làm clip á, cái con gạt cước này rất là mạnh luôn nha, nhưng mà đối với cái con MW này thì nó vừa phải cái lực của mình. Và Tùng cũng không khuyến khích mọi người khi mà người xả cước xong mọi người thả nha mọi người nha, quay đỡ xả lại nha, mà mọi người hãy dùng tay để mọi người nhả nó lại thì nó sẽ sử dụng tốt hơn và bền hơn, nó sẽ tránh hạn chế các tình trạng là bị gãy á mọi người, gãy á. Tại vì cái là so khi mọi người bật lại á thì nó không kiểm soát được cái lực, và cái lực rớt vào nó sẽ quán tính, nó sẽ bị quán tính lại và nó ma sát vào thì nó sẽ bị gãy, gãy nha. Đó, thì người chú ý. Rồi, tiếp theo là cái phần cối. Đây là cái phần cối của nó mọi người. Phần cối của nó sẽ được chạm khắc CNC với hai màu chủ đạo. Đó là màu đen và màu xanh nha mọi người nha. Màu đen và màu xanh. Đấy, màu đen và màu xanh. Màu đen màu xanh thì ở trên này nó sẽ ghi những cái nó sẽ khắc là hãng của nó là hãng Daiwa nha, và cái thông tin nó là Stylus MW 8000 và cái thông số cước của nó đó, thông số cước của nó 0.33 vào được 300m. Bên trong của nó thì nó sẽ bên trong cái phần vào cước của nó sẽ dán một cái lớp nhựa mọi người. Đó, một cái lớp nhựa để mọi người có thể biết là những con máy này đã câu hay chưa. Nếu mà mọi người đã vô cước rồi thì cái lằn nhựa này nó sẽ khắc cái cước lên nha. Còn nếu mà chưa thì nó sẽ như thế này. Nó rất là sáng và rất là bóng như thế này. Đấy.
Ở giữa này nó sẽ có một cái phần chống chân trượt cước này mọi người. Đây. Một cái lớp cao su nha, và những cái rãnh để cước chúng ta sẽ cố định tốt hơn bên trong này. Và cái phần cối phía trên đỡ ra cước mọi người. Đấy. Nó được gia công dạng như là tròn hơn mọi người, đều tròn hơn này, khi mọi người ra cước nó sẽ ra tốt hơn mọi người. Đấy. Ra tốt hơn nha. Nói chung là một sự cải tiến rất là tốt của hãng Daiwa. Phần nắp của nó dạng cũng không có quá là dạng như nó ma sát quá người, nó rất là êm luôn rồi, rất là trơn luôn, đây, rất là nhẹ luôn. Đây. Rồi bây giờ Tùng sẽ cho người coi bên trong nhé. Chung là clip này Tùng cũng cố gắng Tùng làm rất là kỹ cho anh em á, nhiều khi anh em không có máy á, thì anh em có thể là coi trực tiếp trong clip này. Đây, một cái nắp carbon nó mọi người. Rồi bên đây là cái cối nó mọi người nha. Rồi Tùng bỏ bên nha. Rồi Tùng sẽ cho mọi người coi cối. Cái cối nó mọi người coi rất là đặc biệt nè. Đấy. Nó giống cái con MW kia. Là cái phần này nó sẽ được hợm lên một xíu. Hợm lên một xíu thì đỡ có tác dụng mọi người. Theo Tùng nghĩ á, thì nó sẽ khi nước nó có vô á, thì nó sẽ nằm ở phần trên này. Đó, nằm ở phần trên. Tại vì cái miếng này nó cũng rất là cao nè mọi người. À, cái thành này rất là cao thì nó sẽ nằm ở trên này, mọi người sẽ vệ sinh nó sẽ tốt hơn, nó không bị rớt vào trong máy này. Đấy, thì nó sẽ hạn chế nha, nó sẽ hạn chế về việc nước biển nó sẽ ăn nha mọi người nha. Đấy, đó là một cái thiết kế tôi nghĩ là rất là tốt của Daiwa luôn. Đấy, nó sẽ nằm trên này nha. Đó mọi người coi, đây tôi nghiêng cho mọi người một cái góc này, mọi người thấy không? Đó, cái thành này nó rất là cao, cái thành ở trong nha mọi người, cái thành trong chứ không phải thành ngoài này đâu, thành trong này. Đấy, nó rất là cao lên, nó sẽ giữ nước ở bên này. Đấy, thì nó sẽ không bị rớt xuống. Đấy. Rồi, tiếp tục nha. Đây là cái lấy tạm thanh đó mọi người. Thì âm thanh nó sẽ vang hơn nha, vang hơn. Và nó sẽ tạo cái tiếng thanh nó sẽ tốt hơn. Đấy. Bây giờ hiện tại là đa số mấy cái hãng nó muốn tạm thanh tốt á, thì nó sẽ đều làm cái dạng âm thanh nằm bên trong như thế này nha mọi người nha. Phần âm thanh này mọi người, cái lấy cò này. Đấy, nó sẽ tạo âm thanh. Còn đây là phần trục của cái con máy này. Này, trục rất là to nha mọi người nha. Trục rất là to. Này. Những cái hãng như là Shimano hay Daiwa mọi người, nó sẽ ít sử dụng cái dạng như là người ta thường gọi là cốt trợ lực mọi người. Người ta gọi là cốt trợ lực đâu. Theo Tùng mà Tùng nghĩ đó là cái hỗ trợ thôi, chứ Tùng không có gọi cốt trợ lực đâu nha mọi người nha. Tại nhiều anh em nó kêu quen rồi mọi người, mình kêu tên khác nó không khó, thì Tùng cứ kêu theo cái xu hướng của mọi người luôn. Đó là hỗ trợ cốt trợ lực, nhưng mà cái này không mọi người nha. Nè. Đấy, nó không. Tại cái cốt nó là cái cốt rất là lớn rồi. Với lại là cái chất liệu của cái thép này á, của hãng Daiwa thì mọi người biết rồi, một hãng rất là nổi tiếng. Thì cái thép này rất là tốt luôn, nên vào vấn đề cong hay là ấy rồi, nói chung là Tùng nghĩ rất là khó luôn. Đấy, và cái phần trong nước người nhìn này, nó sẽ làm bên trong này rất là khít luôn nha. Đây, đôi Tùng lấy nét cho mình coi, rất là khít luôn. Đó, rất là khít luôn. Dường như là cái khoảng trống của nó dành cho cái trục lên xuống thôi người, dành cho cái trục lên xuống thôi. Đấy, đây là cái mỡ trắng của nó mọi người, mỡ zin nó này, máy mới 100% nha. Chưa xuống nước luôn. Ở bên này nó sẽ có ba con ốc xiết đâm người thở tháo ra nha. Đó, không có cái khoảng trống luôn người, để hạn chế nước vào người, không có luôn nha. Dường như rất là ít luôn. Đấy, dường như rất là ít luôn. Đây cho người coi nè, người coi giúp Tùng nha. Để Tùng lấy nét cả. Đấy, body của nó. Ở trong này Tùng cũng đọc được một cái thông tin của 11 cái e-bay rộng hình ống đó, cũng được trang bị trên Starlit MW này mọi người, thì đỡ nó cải thiện khả năng quản lý dây chuyền người và cái dòng chảy ngược vào con lăng á, đỡ mang lại hiệu sức cho cái con máy. À,
Còn ở phần phần thân monoware đó mọi người, phần thân monoware nó duy nhất nó có chứa tết đi ghi mọi người, có đường kính lớn đó. Thì cái này nó có tác dụng là giúp truyền tất cả năng lượng được phân phối qua tay cầm đến đường dây của bạn, qua tay cầm á, qua tay cầm đến cái đường dây đó luôn đấy. Còn dầu mạch siêu thì Tùng cũng không có cần nói trong clip này nha. Nói chung là dầu mạch siêu là một cái công nghệ mà dạng như mà độc quyền của Daiwa rồi đấy. Nó là công nghệ hỗ trợ chống thấm. Bình thường là những cái con kia là mọi người có thể câu biển ok rồi, nhưng mà đối với con này nó sử dụng công nghệ mạch siêu luôn đấy, thì nó sẽ chống thấm tốt hơn. Rồi bây giờ Tùng sẽ quay con máy nha, quay con máy cho mọi người coi. Rồi bây giờ Tùng sẽ cho mọi người coi nghe tiếng mô bin của nó nha mọi người nha. Này, tiếng mô bin của nó này, tiếng mô bin của nó rất là thanh luôn nha, rất là thanh luôn đấy, rất là thanh, thanh mà nhẹ nhàng nha mọi người nha, chứ không phải quá là gắt. Rồi còn đây là cái nấm của nó, nấm của nó mọi người này, đây đấy. Cái phần từ cái phần này nó giống như những cái con burger nha mọi người nhé. Này burger đây. Còn cái nấm này thì nó giống, nó cũng tựa như con Daiwa MW kia, nhưng mà nó sẽ là màu xanh. Nếu mà nhìn hai phần này mọi người nhìn này, Tùng nhìn giống như cái quả táo mọi người, nhìn giống cái quả táo nha. Đấy, giống quả táo đấy. Nhưng mà nó sẽ đặc trưng hơn, nó sẽ thêm màu xanh vào bên này. Rồi người xem vòng quay nó nè, rất là êm mượt luôn nha. Đấy, người chỉ cần quay thôi thì nó sẽ quay rất là lâu luôn. Rồi bây giờ Tùng sẽ gắn vào máy nhé, và Tùng sẽ quay cho mọi người coi. Cái này cũng mọi người cố gắng đưa vô đúng cái vòng quay đó, mọi người siết nó sẽ tốt hơn nha. Cái này nó không có giống như cái kia, mọi người chỉ cần quay vào thì nó sẽ vừa và nó sẽ dừng lại, chứ không phải mọi người dùng cái lực siết giống như những con kia. Ví dụ những đối với những con siết kia, mọi người quay vào người siết nhẹ, nhưng mà đối với con này người quay hết cái dòng của nó thì nó sẽ tự dừng luôn nha mọi người nha, chứ không phải cần siết đâu. Với lại khi mọi người kéo cá, mọi người cứ quay hướng về trước này nó cũng tự giữ vào đấy. Rất là êm mượt nha đấy. Rất là êm mượt luôn. Dòng quay của nó thì nó sẽ không có bị không có bị ảnh hưởng bất kỳ vấn đề gì hết nha mọi người nha. Và thứ hai là cái trục của nó lên xuống này, lên xuống rất là đều đấy, lên xuống, mọi người coi này, cái trục lên xuống rất là đều nha, mình nhìn này đấy, mọi người nhìn cái nắp cối nó này, wow, nhìn cái mô bin của nó này đấy, lên xuống rất là đều luôn đấy. Lên xuống rất là đều luôn đấy. Rồi. Nói chung ở đây cũng là một clip đánh giá của Tùng đấy. Anh em nào mua thì cứ liên hệ Tùng thì bên cái giá thì Tùng sẽ nói trong clip này luôn nha. Cái giá mà hãng đưa ra nhé, hãng đưa ra đối với con máy 6.000 thì giá của nó là 6.1 triệu, con máy 8.000 thì giá của nó là 6.9 triệu, và con máy 10.000 của nó là giá 6.960 triệu, có nói chung là 7 triệu nha. Cái đây là giá mấy hãng đưa ra luôn nha, mà hãng giá niêm yết, nếu mà tất cả các cửa hàng ở Việt Nam mình bán thì phải bán theo đúng cái giá niêm yết của công ty nha. Đó, hiện tại Tùng đang có một con Starlit 8.000 này, thì nếu anh em nào mua thì Tùng sẽ bao giá luôn, bao giá cho anh em xài luôn, có nghĩa là rẻ hơn giá công ty luôn nha. Tùng bán một con duy nhất này thôi đấy, rẻ hơn cái giá Tùng đưa người rồi, giá là 7 triệu, nhưng mà Tùng sẽ bán rẻ hơn giá công ty luôn đó, một con duy nhất này thôi nha. Còn phần của anh Dũng bên phần số điện thoại của anh Dũng chủ shop ở dưới thì Tùng sẽ đỡ phần dưới mô tả nha. Anh em nào thích mua, anh em nào cần mua thì liên hệ anh Dũng, thì anh Dũng sẽ bán những con máy này cho mọi người. Nói chung là giá cũng khá là tốt luôn nha. Đó, Tùng sẽ có một con duy nhất này thì Tùng cũng bao giá cho người luôn, duy nhất một con này thôi nha mọi người nha. Còn anh em nào muốn mua những cái cửa tiệm thì những cái tiệm sẽ bán cái giá là giá của mấy hãng nha. Còn riêng Tùng sẽ bán duy nhất một con này, giá nói chung là không phải là 7 triệu mọi người, có nghĩa là Tùng sẽ bán thấp hơn luôn nha đấy, cho anh em chơi
hoặc là về trưng bày. Đấy, bởi những cải tiến nó rất là nổi trội của con Starlit này. Rồi ok, nếu người thấy hay đó là một like, một cái ký giúp Tùng nha. À, hoặc là chia sẻ để Tùng có thể là làm nhiều clip tốt hơn. Rồi, cảm ơn người nha. Bye bye.